thưa đồng bào quý mến, đây là văn phòng Hội đồng Cứu y Việt Nam và Nhân loại, tọa lạc tại 13382 Golden West Street, Suite number 112, Westminster, California 92683. Đường cắt ngang là đường Trash. Số điện thoại 714-457-0153. Và đây là nơi triển lãm những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Thượng Đế ban cho nhân loại để hướng dẫn nhân loại, hóa hậu nhân loại được cứu rỗi vào thời Ma Kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức. Và đồng bào thấy là hình ảnh Thiên Chúa Giêsu và hình ảnh sư tử nhà Chúa và hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã được trang trọng để trên khung cửa kính. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, và giờ đây Thánh Giống sẽ đi đến quận Tiếp Tân, Hội đồng Cứu y Việt Nam và Nhân loại, phòng tiếp khách ở tại địa điểm 13382 Golden West Street, Suite number 112. Một lần nữa, số điện thoại 714-457-0153. Đây là văn phòng tiếp tân, tiếp khách và triển lãm những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Thượng Đế hiện ra để dẫn dắt nhân loại qua khỏi thời tận diệt đang xảy ra. Và đây Thánh Giống sẽ đi vào bên trong văn phòng của chúng ta, văn phòng triển lãm và văn phòng tiếp tân Hội đồng Cứu y Việt Nam và Nhân loại. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là bên trong. Chúng ta thấy có hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra, hình màu gốc và hình đậm hơn để cho đồng bào ba tánh, những ai mắt yếu thì có thể nhận diện dễ hơn. Đây là hình màu gốc, hình ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra, và hình sư tử nhà Chúa. Sách Khải Huyền có nói về phần này. Và đây là hình màu gốc, đây là ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng đã hiện ra. Và đây linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra. Ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra. Cả những hình ảnh phép lạ này đã được trưng bày tại văn phòng tiếp tân Hội đồng Cứu y Việt Nam và Nhân loại. Có hình màu gốc, có hình màu đậm hơn. Đây khuôn mặt Chúa Giêsu, hình màu đậm hơn. Và đây hình ảnh Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Hưng Đạo, một trong những vị thánh tổ của chúng ta. Đây hình ảnh Thiên Chúa Giêsu. Và những hình ảnh được bỏ vào khung 46 hoặc lớn hơn. Và những hình ảnh này đều có phép lạ đi chung khi đồng bào thỉnh những hình ảnh này để trong nhà hoặc nơi làm việc của chúng ta, hoặc là tặng cho người thân. Hình ảnh sư tử nhà Chúa, khổ sai lớn nhỏ đều có hết. Và đương nhiên có CD nhạc tĩnh tâm, nhạc background mà đồng bào đang nghe, nhạc tĩnh tâm thiền định của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và kính thưa đồng bào thương mến, hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2013. Nguyên đêm hôm qua, tức là buổi sáng hôm nay chứ không phải là hôm qua, từ đêm hôm qua mà tới sáng hôm nay thì Thánh Giống chúng cháu làm việc đến 3 giờ sáng mới được nằm xuống. Và nằm xuống thì vẫn tiếp tục tĩnh tâm thiền định cầu nguyện cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Xin Ngài soi sáng hướng dẫn cho chúng ta làm gì đối với những phép lạ vĩ đại này mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã
ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta biết trước. Thì kính thưa đồng bào thương mến, thánh gióng chúng cháu trằn trọc đến gần 6 giờ sáng thì chúng cháu trong giấc ngủ thiếp đi, chúng cháu nhận được sự vụ lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta và cùng tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ mách bảo cho thánh gióng rằng hãy nhắc nhở cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta biết gấp là chúng ta hãy mau mau thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại, cho cộng đồng nhân loại, tất cả nhân loại được biết càng sớm càng tốt, gấp rút, không được chậm trễ. Và đó là công việc làm vĩ đại và quan trọng nhất của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã ưu ái được chọn lựa trước. Và thánh gióng liền dựng đầu dậy và ghi nốt, ghi chép xuống liền để khỏi bị quên, tại vì mệt mỏi quá. Và kính thưa đồng bào thương mến, cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta, cha trời Giê-xu cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta, cùng tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã phán bảo như thế. Và thánh gióng cần thông báo cho toàn thể đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta biết gấp là chúng ta hãy mau mau đáp lại lời mời gọi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng gấp, đồng hành cùng thánh gióng chúng cháu để chúng ta cùng nhau làm việc vĩ đại của Thượng Đế ban cho dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và ban cho nhân loại nói chung. Đây là một việc làm quan trọng và vĩ đại nhất, cần thiết nhất cho nhân loại ngay bây giờ và trong những ngày tháng năm sắp tới. Tức là không có một công việc quan trọng nào hơn công việc này. Vì thế đồng bào hãy mau mau nhập cuộc gấp. Đồng bào hãy liên lạc với thánh gióng hoặc là đến đây vào những ngày mở cửa, và đặc biệt là mỗi Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa có chương trình sấm truyền, sấm điển của Thượng Đế ban cho và của ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta ban cho và của linh hồn của những anh hùng chiến sĩ ban cho, và sẽ dùng miệng lưỡi thánh gióng để tường trình những phần sấm điển quan trọng của Thượng Đế, sẽ mở miệng thánh gióng thông báo cho cộng đồng thế giới được biết. Kính thưa đồng bào thân mến, hãy mau mau nhập cuộc. Địa chỉ nơi đây là Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại, Faith God Jesus Christ Radio TV Station. Địa chỉ là 13382 Golden West Street, Street number 112, Westminster, California 92683. Điện thoại 714-457-0153. Đồng bào hãy sốt sắng làm bổn phận của mình, phụ giúp thánh gióng. Ngân sách làm việc gấp bởi vì chúng ta cần thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho cộng đồng thế giới được biết gấp. Một lần nữa, thánh gióng không thể chờ đợi đồng bào nữa bởi vì đồng bào đã quá trễ nải. Vì thế, đồng bào hãy mau mau làm bổn phận của mình, đến đây hoặc là liên lạc với thánh gióng để phụ giúp ngân sách làm việc gấp. Phụ giúp bằng cách nào, đồng bào hãy tự quyết định bằng cách nào thuận lợi nhất cho đồng bào. Hoặc là đồng bào có thể phụ giúp thánh gióng có ngân sách bằng cách thỉnh CD nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đang nghe background, hoặc là thỉnh những hình ảnh phép lạ vĩ đại này, và những hình ảnh phép lạ vĩ đại này có phép lạ kèm theo khi đồng bào thỉnh phụ giúp thánh gióng có ngân sách làm việc. Nhớ làm bổn phận của mình gấp, không được chậm trễ nữa, vì nếu đồng bào chậm trễ thì thánh gióng
sẽ tỉnh khẩu và sẽ không thưa chuyện cùng đồng bào nữa, mà lúc đó chỉ có lo làm thông báo cho cộng đồng thế giới với khả năng nhỏ nhoi của Thánh Gióng mà Thượng Đế ban cho. Đương nhiên với khả năng của một người, một cá nhân thì không bao giờ bằng khả năng của tất cả đồng bào chúng ta cùng nhau nhập lại. Thánh Gióng mong đồng bào mở tâm, mở huệ nhãn và mở linh hồn bi trí dũng của mình để làm bổn phận của mình đối với Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ưu ái mời gọi mỗi đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhớ những gì Thánh Gióng vừa nhắc nhở theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta, cùng tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào, ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Nữa Thánh Gióng mong chờ đồng bào sẽ hiện diện tại nơi đây bắt đầu từ ngày Chủ nhật 11 tháng 8 năm 2013 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Thánh Gióng sẽ có mặt ở đây và nơi đây luôn luôn có linh điển của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta, cùng tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ có mặt hiện diện tại nơi đây, ở thế giới siêu nhiên, thiên loại, để phù trợ và dẫn dắt chúng ta làm việc, góp phần cứu nguy nhân loại và đương nhiên đồng thời làm việc góp phần cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp. Kính xin đồng bào hãy dùng thời giờ quý báu của mình đến đây chiêm nghiệm những phép lạ vĩ đại đã được trưng bày tại phòng triển lãm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Và đồng bào hãy thành tâm, thành khẩn, sốt sắng làm bổn phận của mình, đóng góp ngân sách để cho Thánh Gióng có ngân sách làm việc gấp. Bằng cách nào, đồng bào tự suy gẫm thuận lợi thuận tiện nhất cho mình, hoặc là cách tốt nhất là đồng bào thỉnh những hình ảnh phép lạ vĩ đại này, mua những hình ảnh này, hoặc là mua CD nhạc tĩnh tâm. Đó là một trong những cách tốt nhất để phụ giúp Thánh Gióng chúng cháu có phương tiện làm việc, đồng hành cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để chúng ta cùng nhau làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Một lần nữa thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Thưa đồng bào, đây là văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Và kính thưa đồng bào thân mến, tuần rồi Thánh Gióng có nhắc nhở đồng bào chúng ta là đừng có đổ rác tầm bậy tại nơi đây. Và kính thưa đồng bào, đã nghe theo sự nhắc nhở mà Thánh Gióng đã nhắc nhở tuần rồi. Và đồng bào biết là nơi đây có tới 12 camera, nhất cử nhất động gì ở đây chủ phố người ta đều biết hết. Và đồng bào thấy đồng bào chúng ta rất là có ý thức, và đến giờ phút này đồng bào thấy những thùng rác tại nơi đây ém tì, tức là không có ai đến đây đổ rác bừa bãi nữa, chứng tỏ là chương trình của chúng ta đã được đồng bào theo dõi rất là tường tận kỹ càng. Vì thế đây là evidence chứng tỏ là đồng bào chúng ta rất là tự giác
và chứng tỏ rằng chương trình của chúng ta đã được đồng bào theo dõi rất là chăm chỉ. Vì thế, đồng bào nhớ làm bổn phận của mình, nghe, học hỏi chương trình rất là bổ ích, hữu ích vô cùng. Vì thế, đồng bào nhớ đừng bao giờ quên làm bổn phận của mình, tức là hãy đến đây để làm việc cùng Thánh Giống, và đồng thời hãy giúp Thánh Giống có ngân sách làm việc gấp, bởi vì chúng ta không được tiếp tục làm ngơ nữa. Kính thưa đồng bào thân mến, nơi đây là Plaza Golden West, tọa lạc tại 13382 Golden West Street, Street number 112, Westminster, California 92683, điện thoại 714-457-0153. Và kính thưa đồng bào quý mến, một lần nữa nơi đây rất an ninh, và chúng ta có 12 camera để tại nơi đây. Thành ra bất cứ ai có những ý định mà làm những việc tầm bậy thì ở đây biết hết. Nhưng mà đó không phải là những vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta, cùng linh hồn của những đồng chiến sĩ luôn luôn lúc nào cũng có mặt ở tại đây để bảo vệ và phụ trợ chúng ta làm việc, góp phần cứu nguy nhân loại và cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta gấp. Một lần nữa, Thánh Giống sẽ đi vào bên trong văn phòng của chúng ta. Kính thưa đồng bào quý mến, văn phòng của chúng ta thì lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhàng, và nơi đây đồng bào nên nhớ là có sự hiện diện quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta, và cùng linh hồn của những đồng chiến sĩ ở thế giới siêu nhiên có hiện diện nơi đây 24/24. Và đương nhiên, vì công việc làm của chúng ta là công việc làm hữu ích cho cả thế giới nhân loại, chúng ta chỉ nhắc nhở và kêu gọi nhân loại sám hối gấp để rồi nhiều người được cứu rỗi, chứ chúng ta không bao giờ kêu gọi hận thù hoặc là chém giết ai cả. Chúng ta không bao giờ làm điều đó. Và đương nhiên, văn phòng của chúng ta đã được sự bảo vệ của các cơ quan chính quyền từ liên bang cho đến địa phương rất là chặt chẽ. Kính thưa đồng bào thân mến, nhớ đồng bào hãy làm bổn phận của mình, đến đây đồng hành cùng Thánh Giống làm việc gấp, bởi vì chúng ta đã quá trễ nải, và sự trễ nải này hãy chấm dứt kể từ ngày hôm nay là ngày 9/8/2013. Bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục trễ nải thì tôi bảo đảm cùng đồng bào thời gian ngắn nhất trở lại đây, Cha Trời sẽ ra lệnh cho tôi ngưng lại, không tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam chúng ta nữa. Mà lúc đó Thánh Giống chúng cháu chỉ có chăm chỉ làm việc với cộng đồng thế giới. Vì thế, đây là lời nhắc nhở vô cùng thành khẩn đối với sự thờ ơ và nói thẳng thừng là vô trách nhiệm của mỗi chúng ta ở tại On County, nói riêng về cộng đồng Việt Nam. Và thưa đồng bào thân mến, nói chung là cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới cũng thế. Chúng ta không được phép chậm trễ nữa, mà chúng ta hãy mau mau đồng hành cùng Thánh Giống chúng cháu để làm việc vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và phần thưởng của mỗi chúng ta vô cùng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ đem đến cho chúng ta đời này và mãi mãi những đời sau vô cùng tận. Nhớ những gì Thánh Giống vừa nhắc nhở theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta và cùng tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ ra lệnh cho Thánh Giống phán bảo như thế. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta ở khắp Nam Châu nói chung và ở tại On County nói riêng.